khu trưng bày di sản văn hóa Hồn Xưa chào mừng quý khách đến tham quan trải nghiệm. Khu trưng bày di sản văn hóa Hồn Xưa là nơi lưu giữ những hiện vật văn hóa lịch sử quý hiếm của vùng đất Phú Yên. Ở đây quý khách có thể tìm hiểu, tham gia trải nghiệm, thưởng thức âm thanh của ngàn xưa qua các bộ đàn đá chế tác và những ca khúc tươi vui qua phần biểu diễn của các nghệ nhân trẻ. Tại đây có rất nhiều di sản quý hiếm để quý khách có thể chiêm nghiệm, quay về dòng thời gian lịch sử, cùng sống trong không gian văn hóa, đời sống sinh hoạt của người dân xứ lẩu Phú Yên, nơi mệnh danh nắng vàng cỏ xanh, qua những bộ sưu tập đồ đồng, cối đá, mây tre đàn và đồ gốm với số lượng lên hàng nghìn hiện vật, đặc biệt là bộ sưu tập gốm Quảng Đức xưa. Cùng với đó là các bộ sưu tập cồng chiêng của bà con các dân tộc miền núi Phú Yên. Đặc biệt, đến với khu trưng bày di sản văn hóa Hồn Xưa, quý khách còn được chiêm ngưỡng những bộ thần công vô cùng quý hiếm thời vua Quang Trung, vị vua áo vải của dân tộc mà hiện nay trên cả nước chỉ còn vài chiếc. Khu trưng bày di sản văn hóa Hồn Xưa chúc quý khách một ngày thật vui vẻ, hạnh phúc. Nhân dịp năm mới Quý Mão 2023, kính chúc quý khách năm mới an khang, thịnh vượng. Tham gia trải nghiệm, thưởng thức âm thanh của ngàn xưa qua các bộ đàn đá